kem bôi da thuần mộc đánh bay mọi vấn đề về da liễu. Vì sao kem bôi da thuần mộc lại đánh bay mọi vấn đề da liễu của tất cả mọi người? Kem bôi da thuần mộc được ví như vua da liễu, đánh bay mọi vấn đề về da của trẻ em từ hăm da, tràm sữa đến của người lớn như tổ đỉa, lang beng hắc nào, nấm chân tay. Vậy do đâu mà kem bôi thuần mộc có tác dụng như vậy? Thứ nhất, trong kem bôi da thuần mộc có chứa thảo dược xuyên tâm liên, chiết xuất 3 loại thảo dược như rau má, thì là, rau cải, có tác dụng chống viêm mạnh thông qua việc ngăn chặn các tín hiệu gây viêm, từ đó giúp người bệnh giảm các triệu chứng khó chịu do tình trạng viêm gây ra. Bên cạnh đó còn kết hợp thêm hoàng liên, có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, ngăn ngừa vi sinh vật gây hại xâm nhập vào cơ thể. Thứ hai, với những trường hợp hay bị viêm da, thường do lớp bảo vệ quá ít hoặc bị khô da, dầu jojoba và vitamin B5 có trong kem bôi da thuần mộc không chỉ giúp dưỡng ẩm mà còn giúp tăng tái tạo và lấy lại sự toàn vẹn của da. Thứ ba, ngoài các thành phần kể trên thì trong kem bôi da thuần mộc còn có chứa thành phần biroctolamin. Đây là một chất có tác dụng kháng nấm phổ rộng thông qua việc ức chế sinh tổng hợp nấm. Chính vì vậy mà kem bôi da thuần mộc còn có tác dụng trên những bệnh lý do nấm gây ra như lang beng, hắc lào, nấm kẽ, nấm tay chân, nấm da đầu. Không chỉ vậy, kem bôi da thuần mộc mặc dù hiệu quả rất tốt nhưng 100% trong kem bôi da thuần mộc không có chứa corticoid. Dinh ngay em này về dự trữ khi có bất kỳ vấn đề nào về da nhé.